Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong chương trình suy niệm lời Chúa hôm nay, cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng sẽ đến với quý vị và anh chị em qua bài phúc âm hàng ngày, chia sẻ lời Chúa và suy niệm. Mến chúc quý vị và anh chị em một buổi suy niệm sốt sắng và an bình trong Chúa. Kính thưa quý khán giả, hôm nay thứ Tư ngày 15 tháng 11 tuần 32. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy trên đường lên Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilea. Lúc người vào một làng kia thì có 10 người phong hủi đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: Lạy Thầy Giêsu, xin chủ lòng thương chúng tôi. Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ hãy đi trình diện với các tư tế. Đang khi họ đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samaria. Đức Giêsu mới nói: Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại mà tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có một người ngoại bang này? Rồi người nói với anh ta: Đứng dậy mà về, lòng tin của anh đã cứu chữa anh. Tinh thần biết ơn. Tin mừng hôm nay, Chúa muốn nhắc nhở cho chúng ta phải có tinh thần biết ơn. Đức Giêsu đã chữa lành 10 người phong cùi, nhưng chỉ có một người quay trở lại để cảm ơn Ngài, mà người đó lại là người Samaria, một người ngoại giáo. Những người có đạo trở thành ngoại đạo vì họ không biết nói lời cảm ơn, không biết sống cái tình người. Trong khi đó, dưới cái nhìn của Đức Giêsu, một người ngoại đạo lại trở thành người có đạo vì đã biết sống tình người. Đức Giêsu đã nói với người Samaria đó: Lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Lòng tin ở đây là biết trở lại tìm Đức Giêsu và nói lên niềm tri ân của mình. Người Samaria về được lành mạnh, không những trong thân xác mà nhất là được chữa lành trong tâm hồn. Ông John Hughes là một tài xế xe tại New York. Một sáng nọ, trong khi lau chùi xe, ông bắt gặp một chiếc nhẫn bằng ngọc bảo trên xe. Ông cố nhớ xem chiếc nhẫn này là của người hành khách nào. Cuối cùng, ông nhớ đến một người phụ nữ đã mang theo rất nhiều tiền. Sau 2 ngày tìm kiếm, ông gặp được người phụ nữ đó và hồi hộp để trả lại chiếc nhẫn cho bà. Chẳng những không thưởng cho ông tài xế mà bà ta cũng chẳng nói một lời cảm ơn. Sau đó ông John Hughes nói: Tôi rất mừng vì dù sao cũng đã gặp được bà ta. Đó là việc tôi phải làm. 10 người đều được khỏi bệnh, nhưng chỉ có một người trở lại để cảm ơn Chúa. Tỷ lệ chỉ 1/10, thật là đáng buồn. Vì thế có người nói rằng, con người ta thường hay ích kỷ, muốn người khác phải trả ơn mình, biết ơn mình, còn mình thì không để ý, để đáp lại, để cảm ơn ai. Hơn nữa, người ta dễ quên ơn mà quên cả ơn đời là thế. Lẽ ra phải ăn quả nhớ kẻ trồng cây, hoặc ăn cây nào rào cây ấy, uống nước phải nhớ nguồn, thì lại ăn cháo đái bát, vắt chanh bỏ bỏ,
Cái câu chuyện của nhật ký của một bà già, đây là những lời của bà ta viết trong nhật ký. Chúa đã ban cho tôi biết bao ơn lành của Chúa. Chúa đã cho tôi đôi mắt để tôi ngắm nhìn bao kỳ công. Chúa đã cho tôi đôi tai để tôi nghe đủ âm thanh. Chúa đã cho tôi đôi môi để tôi hé mở nụ cười. Và Chúa đã cho tôi đôi tay để tôi biết bưng chén cơm, cầm bút. Chúa đã cho tôi đôi chân dẫn tôi đi khắp nẻo đường đời. Chúa đã cho tôi khối óc để tôi có biết phân biệt điều thực, điều hư. Mà đã có lần nào tôi nhớ đến những thứ ấy chưa để cảm ơn Chúa chưa? Chúng ta, đặc biệt những người ở hải ngoại, thì chúng ta thấy là câu cảm ơn và xin lỗi là hai chữ trên đầu môi chóp lưỡi của chúng ta. Vì vậy, có một lần tôi về thăm quê hương, khi mấy cháu đưa đi ăn ở trong nhà hàng, những người phục vụ mang một cái gì ra tôi cũng cảm ơn. Cho nên là đứa cháu mới hỏi, ủa sao chú phải cảm ơn người ta nhiều vậy? Người ta, mình trả tiền để cho người ta phục vụ. Thưa ông bà anh chị em, cái điều mà chúng tôi học được khi chúng tôi sống ở một đất nước Úc Châu hoặc là Mỹ ở Âu Châu, đó là hai chữ thân, rất là thân thương trên môi miệng, xin lỗi mỗi khi mình làm cái điều gì và nói cảm ơn bất cứ một cái gì người khác làm cho chúng ta. Tôi hy vọng rằng qua bài tin mừng này, chúng ta không chỉ là cảm ơn nhau trong thường ngày, mà đặc biệt nhận ra ơn của Chúa để cảm ơn Chúa. Xin pháp lành của Thiên Chúa Toàn Năng và Thiên Chúa Toàn Năng chúc phúc cho chúng ta nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Cầu chúc ông bà anh chị em những ngày an vui. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.